Ai, mặt của em Huế nha, mặt của em Huế ngủ dậy tự nhiên là bị chắp mí trên. Ngày thứ hai này em hay xóa cao ngày thứ hai nhá. Đây cạo ajuva bị chánh mặt, ngày đầu tiên nó đau nhức, nó sưng nhiều lắm, bây giờ ngày thứ hai là nó đỡ rồi đấy, đỡ sưng đỡ nhức rồi. Ngày hôm nay ngày thứ ba em hay xóa cao, bây giờ nó sưng còn một tí nữa thôi nhá. Bình thường là họ phải uống kháng sinh này, ajuva nhá, bình thường là họ phải uống kháng sinh này, rồi là họ phải nhỏ mắt này. À, đủ các kiểu con da điểu, còn em Huệ chỉ có xóa cao ajuva đấy nha, nghe cả nhà. Sau khi em Huệ xóa cao ajuva mất thì là cái mắt với Huệ là giảm sưng này và không đau rát đấy nhé. Thì bên cạnh đó thì em Huệ cũng không phải đi bác sĩ, cũng không hề uống bất kỳ một thứ thuốc hay nhỏ một cái loại thuốc gì cả. Thì với một cái lọ cao ajuva nhỏ nhỏ xinh xinh như này nhé, mà mọi người có thể là tiền mang đi đâu cũng được hết á. Thì là gia đình em Huệ đã sử dụng cao ajuva là 6 năm rồi, là hơn 6 năm rồi ạ. Thì không chỉ là em Huệ sử dụng cho cái lên đeo ở mắt đó, mà em Huệ còn sử dụng cho con như là con trùng cắn này, rồi là ho sổ mũi nhá, bỏng rồi đá. Các mẹ nào mà chăm con nhỏ á thì là nên sử dụng một cái dòng sản phẩm ajuva như này để trong nhà, để phòng cái bất trắc, nó rất là tiện lợi, rất là dễ sử dụng ạ.